Kính chào quý vị đến với bản tin COVID-19 của Đài Phát Thanh và Truyền hình Tây Ninh. Mời quý vị đến với thông tin mới nhất về tình hình phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh. Thông tin từ Thường trực Sở Chỉ huy phòng chống dịch COVID-19 tỉnh cập nhật từ 18 giờ ngày 4 tháng 2 năm 2022 đến 18 giờ ngày 5 tháng 2 năm 2022. Tây Ninh ghi nhận 37 ca dương tính với SARS-CoV-2, giảm 24 ca so với ngày 4 tháng 2. Phân theo yếu tố dịch tễ test sàng lọc, 37 ca, phân theo nơi cư trú, huyện Tân Châu, 11 ca. Trong đó, suối Dây, 2 ca, suối Ngô, 2 ca, Tân Đông, 6 ca, thị trấn Tân Châu, 1 ca, thị xã Trảng Bàn, 8 ca. Trong đó, An Hòa, 1 ca, An Tịnh, 2 ca, Đôn Thuận, 1 ca, Gia Bình, 2 ca, Gia Lộc, 1 ca, Hưng Thuận, 1 ca, huyện Châu Thành, 6 ca. Trong đó, Hòa Hội, 2 ca, Thái Bình, 4 ca, thị xã Hòa Thành, 4 ca trong đó Long Thành Bắc 1 ca, Long Thành Nam 1 ca, Trường Đông 2 ca, huyện Dương Minh Châu 3 ca, trong đó Câu Khởi, thành phố Tây Ninh 2 ca, trong đó Ninh Sơn 1 ca, Phương 1 1 ca, huyện Gò Dầu 1 ca ở Thành Đức, huyện Tân Biên 1 ca ở Thành Bình. Tính từ đầu dịch đến thời điểm hiện tại, tổng số bệnh nhân COVID-19 99.383 ca, đang điều trị 309 ca đã điều trị khỏi, xuất viện 98.246 ca, trong đó, ngày 5 tháng 2 năm 2022 là 48 ca. Tử vong 828 ca, ngày 5 tháng 2, không có ca tử vong do COVID-19. Thực hiện chính sách theo nghị quyết 68 của chính phủ, trong ngày, không phát sinh hồ sơ chi hỗ trợ. Từ khi thực hiện chính sách đến ngày 5 tháng 2 năm 2022, các địa phương đã chi hỗ trợ tổng cộng 506.223 người với số tiền 669.060.579.000 đồng. Ngoài ra, các huyện, thị xã, thành phố phê duyệt hỗ trợ theo ủy quyền của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh 121.236 người với số tiền 189.763.970.000 đồng. Thực hiện chính sách theo Nghị quyết số 116 của Chính phủ, tổng số chi hỗ trợ đến ngày 5 tháng 2 năm 2022 là 212.099 người với số tiền 487.647.950.000 đồng. Quý vị hãy quét mã QR gốc dưới màn hình khi xem kênh truyền hình Tây Ninh TTV11 hoặc truy cập địa chỉ https://ttv11.com.vn để nhận thông tin nhanh chóng chính xác về tình hình dịch bệnh. Cảm ơn quý vị đã theo dõi thông tin. Thân mến chào tạm biệt.